Chào các bạn, mình là Tiến Trọng 94, người đồng sáng lập ra cộng đồng Channel Pro Trading. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để làm sao chúng ta copy từ tài khoản nhỏ sang tài khoản lớn để các bạn có thể giảm được cái tâm lý giao dịch khi mà các bạn copy từ tài khoản nhỏ sang tài khoản lớn. Như ở trong video, mình đã kiếm 1.000 đô với 30 phút mỗi ngày. Như thế nào? Mình đã từng nói. Và trong video đấy thì mình có đề cập đến một cách, đấy là khi bạn dùng, bạn sẽ không phải thao tác và giao dịch trực tiếp trên một cái tài khoản to. Ví dụ bạn có một cái tài khoản là 10.000 thì bạn sẽ không trực tiếp giao dịch trên cái tài khoản đấy, mà bạn sẽ giao dịch trên một cái tài khoản nhỏ hơn và bạn copy lệnh sang cái tài khoản to hơn. Đấy là ví dụ bạn copy từ tài khoản 1.000 sang tài khoản 10.000. Hai cái đấy vào lệnh giống y hệt nhau, số lot nó khác nhau một tí thôi. Số lot của 1.000 thì ra 1.000, 10.000 thì ra 10.000. Thì trong video này mình sẽ dẫn các bạn làm điều đó. Trước hết, đây là cái video mà bạn sẽ dùng ở trên sàn Xnet. Chính vì thế, nếu như bạn chưa có tài khoản đăng ký sàn Xnet thì bạn có thể đăng ký theo link sàn Xnet này. Mình sẽ để cái link sàn đăng ký và cái video hướng dẫn sàn Xnet ở bên dưới phần mô tả. Nếu như các bạn yêu quý và muốn ủng hộ CN Team thì các bạn có thể đăng ký theo link sàn ở phía dưới nhé. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta làm sao chúng ta copy được. Và để copy được thì các bạn cần phải có cái tài khoản của sàn Xnet. Tài khoản sàn Xnet thì làm như thế nào? Bạn xem bài này, mình sẽ để cái đường link video này, cách hướng dẫn mở tài khoản, verify vân vân. Tất cả các thông tin đấy đã có ở trong video này. Và các bạn lưu ý, có rất nhiều bạn nên lập tài khoản và cứ hỏi mình là tại sao lại ra MT5. Là bởi vì ở cái đoạn này này, khi các bạn lập thì các bạn chọn là phải chọn sang MT4 ở đây này. Các bạn cứ để mặc định ở MT5 thì làm sao nó trả ra MT5. Thì bây giờ các bạn chọn sang MT4 và lập tài khoản MT4 cho mình. Lý do vì sao nên lập MT4 là bởi vì nó đơn giản, dễ dùng, nhiều người dùng và nhiều sự hỗ trợ. Chính vì thế các bạn nên lập tài khoản MT4. Nên chọn tài khoản nào thì các bạn nên chọn loại standard đối với dưới 200 đô. Và standard là 1 đô trở lên là các bạn đã giao dịch được rồi. Ok, bây giờ mình sẽ đi đến cái phần lưu ý trước khi mà chúng ta vào để làm sao chúng ta xem được cái đó. Đầu tiên, chú ý ở đây là có 3 cái. Thứ nhất, tài khoản phải cùng server. Ví dụ như bạn lập tài khoản server thì Rin nó sẽ là cùng Rin, Rin 2 sẽ là cùng Rin 2, còn tài khoản demo sẽ là trial hoặc trial 2 vân vân, cùng server. Tức là nếu bạn lập thì tất cả các tài khoản bạn muốn copy nó phải cùng một server với nhau. Và ở đây nó có một cái hơi bị khoai, đấy là chúng ta không chọn được server. Nhưng mà các bạn yên tâm, thường nó sẽ vào gần giống nhau những cái server đấy. Những cái tài khoản nào mà các bạn thấy là không cùng server thì các bạn có thể ẩn nó đi, hoặc là mở thêm tài khoản mới. Các bạn mở tài khoản cho đến khi mà nó trùng server thì thôi, được không? Và ở trên cái server đấy nó trùng rồi thì nó còn trùng loại tài khoản nữa. Chính vì thế các bạn lập thì các bạn nên lập một loại tài khoản thôi. Ví dụ lập tài khoản standard thì những tài khoản khác cũng là standard. Các bạn cứ thế, các bạn lập cùng server, cùng loại tài khoản. Và các loại tài khoản nên là bội số theo kiểu 100, 500 và 1.000. Tại sao lại thế? Bởi vì khi các cái này là bội số, nó copy ra chúng ta nhân chia cộng trừ nó cũng dễ. Khi là bội số của nhau, ví dụ tài khoản 1.000 và 10.000 thì chỉ là gấp 10 lần số lot lên thôi. SLTP cài trong phần mềm nó giống nhau rồi, nên cái đấy nó không có gì khó cả. Và tiếp theo, tốt nhất là lên 500 đến 1.000 trở lên. Bởi vì khi mà tài khoản nhỏ nhất của bạn copy sang những tài khoản lớn hơn là 500 đến 1.000 là tài khoản nhỏ nhất, thì bạn copy sang những cái khác nó sẽ là con số khá là tròn trục và nó sẽ đảm bảo được cái độ ổn định hơn là những cái tài khoản nhỏ. Bởi vì tài khoản nhỏ đến lúc nó phân chia theo kiểu phần trăm nó rất là khó. Khắc phục lỗi này thì sau khi dùng mình có thấy một cái lỗi như thế này. Nếu như các bạn vào, các bạn kết nối tài khoản mà không thể hiện tài khoản thì bạn sẽ làm như thế này. Tí nữa các bạn sẽ vào phần mềm thì mình sẽ chỉ cho những cái lỗi này để các bạn khắc phục được. Bây giờ chúng ta đã xong được phần chuẩn bị, đấy là tài khoản cùng server, cùng loại tài khoản, số tiền. Và lý do mà các bạn nên có cái này là bởi vì khi các bạn muốn làm tài khoản lớn thì các bạn copy từ tài khoản đủ nhỏ sang tài khoản đủ lớn hơn. Chứ các bạn không phải là tài khoản kiểu 1-200 đô các bạn copy sang, như thế nó hơi mất công. Tài khoản có 1-200 đô, 500 đô thì các bạn tự giao dịch đi, nó đỡ mất công hơn là kiểu các bạn cứ copy qua lại nó phiền. Còn nếu các bạn thấy là cái tài khoản kiểu vài nghìn trở lên, vài chục nghìn trở lên, nó to rồi thì lúc đấy các bạn copy từ tài khoản nhỏ ra nó mới bỏ công. Ok, bây giờ thì các bạn lên cái fanpage của bọn mình. Lên fanpage của bọn mình và bọn mình sẽ để một cái đường link ở phía dưới và cái hướng dẫn.
Khi mà các bạn ấn vào cái đường link ở phía dưới video này thì các bạn sẽ gõ một cái từ. Đấy là copy XNET hoặc là copy MT4 thì nó sẽ ra. Mình sẽ ví dụ. Đây. Sau khi các bạn ấn vào cái đường link ở phía dưới nó sẽ ra cái Messenger của page, mình cài sẵn con bot trong đấy rồi. Các bạn có thể làm tương tự ở trong cái group chat Telegram của bọn mình cài cho cả page và cả group chat Telegram đều có từ khóa giống nhau. Các bạn sẽ gõ là copy MT4 hoặc copy XNET nó cũng ra. Copy MT4 có vẻ dễ hơn. Sau khi gõ cái đấy xong thì nó sẽ ra cái phần mềm này. Đấy. Các bạn ấn vào link này và nếu như các bạn muốn ủng hộ team thì bạn có thể ấn vào đây để đăng ký XNET. Ấn vào link này và chúng ta sẽ tải xuống một phần mềm. Đây là cái phần mềm Multi MT4. Đấy, các bạn ấn tải xuống. Sau khi ấn tải xuống xong nó sẽ ra cái phần mềm này. Đây, nó sẽ ra cái phần mềm này nhá. XNET for Multi Setup. Các bạn ấn cài đặt, nhấp đúp vào. Đấy, sau đấy các bạn cứ ấn next, 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 cài đặt, vân vân. Cái này đơn giản rồi, mình sẽ không nói nữa bởi vì mình cài rồi. Sau khi các bạn cài xong thì nó sẽ ra cái phần mềm như sau. Nó sẽ ra phần mềm này này. MetaTrader XNET Multi Terminal. Các bạn nhấp đúp chuột để bật nó lên. Và sau khi bật phần mềm lên nó sẽ có một cái giao diện như thế này. Nó khá là giống so với cái MT4 cơ bản. Nhưng ở đây nó sẽ khác một chút. Nó sẽ không có cái biểu đồ. Chính vì thế chúng ta cần phải xem biểu đồ ở trong phần mềm XNET. Sau đấy chúng ta sẽ vào lệnh ở trên này thôi. Ở đây nó sẽ có các cái nút như sau. Mình sẽ giới thiệu qua. Cái nút này thì các bạn biết rồi. Xem các cặp tiền đúng không? Nút này, đấy, xem tài khoản. Đấy, còn nút này nó là xem những cái thông báo, thực ra chúng ta không cần bật cái đấy đâu. Ở đây có những cái bạn cần phải lưu ý như sau. Đầu tiên là trong mục Tool Option. Cái hình này nó sẽ giống cái này này. Nếu như các bạn không có cái hình thằng này ở đây thì các bạn vào mục Tool Option nhé. Và các bạn chọn Server. Ví dụ như ở đây này, hai cái tài khoản mà mình lập ở dưới đây bạn nhìn thấy này, tài khoản này 1K, tài khoản 10K mình có chú thích ở đây. Hai tài khoản này đều là ở server trial 2 nên mình chọn server là trial 2. Còn nếu như các bạn muốn lập những cái tài khoản ở những server khác thì các bạn sẽ chọn đúng cái server đấy. Đấy là lý do vì sao mà mình có một cái lưu ý là các tài khoản phải cùng một server. Nếu khác server nó sẽ không thể kết nối được với nhau đâu. Chính vì thế nó phải cùng server với nhau. Ok, ví dụ như này. Ở trên phần mềm này thì nó có một cái đặc điểm, đấy là bạn có thể copy lên tới 128 tài khoản dream và tối đa là 10 tài khoản copy demo. Chính vì thế nếu như các bạn muốn thử thì các bạn có thể lập vài cái tài khoản demo các bạn cho vào. Sau này tài khoản dream thì các bạn cũng kết nối tương tự với tài khoản demo, tương tự như nhau. Các bạn kết nối như thế, chọn đúng server. Sau đấy cái bên này này, cái bên này thì thực ra cũng không cần quan tâm quá đâu. Các bạn cứ để kệ nó, email các thứ này các bạn để kệ luôn, even. Okay. Sau khi các bạn chọn xong cái phần server này nhá, thì các bạn nhớ ấn OK để lưu lại. Sau đấy các bạn ấn vào New Account này. Và ấn vào New Account xong chúng ta sẽ có login. Cái này là số ID của tài khoản. Password, password giao dịch này thì các bạn cài ở trong cái mục này này. Cài ở trong cái đoạn này. Đây. Có một vài bạn hỏi mình là tại sao lại có cái vấn đề sai path, sai mật khẩu, là bởi vì cái đoạn tạo mật khẩu này này, các bạn tạo xong thì các bạn cần phải nhớ được cái mật khẩu đấy để các bạn giao dịch, chứ không phải là mật khẩu để truy cập vào web đâu nhá. Mật khẩu tài khoản giao dịch khác, mật khẩu tài khoản web khác. Chính vì thế khi các bạn tạo cái này xong thì các bạn sẽ dùng cái mật khẩu đấy để các bạn đăng nhập vào đây. Vậy là chúng ta sẽ có ID đăng nhập, password đăng nhập và đây nó mặc định là server trial 2 luôn. Sau khi các bạn đăng nhập xong nó sẽ ra dạng như này này, nó sẽ dạng màu xám. Màu xám tức là chưa kết nối với nhau. Các bạn hiểu đơn giản là như thế. Chưa kết nối được với nhau. Vậy thì bây giờ chúng ta làm bước gì tiếp? Chúng ta tạo một loạt tài khoản, đăng nhập một loạt vào. Và bây giờ chúng ta sẽ ấn Connect All. Chờ nó một tí. Các bạn thấy không ạ? Sau khi Connect All xong thì các bạn sẽ thấy hai cái tài khoản này nó sáng lên. Đó, hai cái loại tài khoản này nó sáng lên. Và nó sẽ kết nối với nhau. Tổng tiền các bạn nhìn này. Tổng tiền equity này. Đấy, vân vân. Và nếu như các bạn muốn xem ở đây xem có những cái hạng mục nào thì các bạn chuột phải column này, nó sẽ có hạng mục là tên này, đây. Parent. Nó sẽ có một vài cái thừa thì các bạn có thể bỏ đi, mình có thể thêm profit và cột cuối. Margin, margin vân vân. Các bạn muốn thêm cái gì thì các bạn chỉnh vào đấy.
Và các bạn lưu ý cái phần ở dưới này này, khắc phục lỗi này, nếu không thể hiện tài khoản, không thể hiện tài khoản là như thế nào. Ở đây ấy, nó có các cái mục như sau: mục order tức là cái mục lệnh mà các bạn đang vào, mục history là cái mục mà nạp rút vân vân, lệnh vân vân, new đây là cái chỗ để chúng ta vào lệnh mới. Cái mục này này, mục new này, bình thường mà các bạn không thấy một cái tài khoản nào thì tức là sẽ có vấn đề. Và các bạn chỉ thấy một tài khoản chẳng hạn, thì các bạn sẽ quay sang đây các bạn xem thử nhá. Một là đã connect all chưa, đã kết nối tất cả các tài khoản với nhau chưa. Thứ hai là có cùng server và cùng loại tài khoản không, bởi vì nếu không cùng thì nó sẽ không kết nối được. Mình đã thử rồi, hai cái tài khoản ở hai server khác nhau nó sẽ không kết nối được, mà nó chỉ hiện một tài khoản ở một server thôi. Tiếp theo, nếu vẫn không thể kết nối được, mặc dù là hai cái cùng server, cùng loại tài khoản, và các bạn vẫn không thấy nó hiện ở mục new này để đặt lệnh, thì các bạn làm như thế nào? Lúc này chúng ta sẽ vào lệnh ở bất kỳ một cái tài khoản nào và sau đấy tắt phần mềm và bật lại. Ví dụ như này nhá, mình vừa làm các bước là đăng nhập tài khoản nhá, ở trong mục new account đăng nhập tài khoản, connect all với nhau, nhưng mà vào cái mục new này chúng ta không thấy để chúng ta đặt lệnh. Vậy thì thời điểm này các bạn sẽ chọn một trong những cái tài khoản các bạn kết nối rồi, những cái tài khoản này ấy, các bạn chọn một thôi, các bạn vào một lệnh, vào một lệnh thôi, để kiểu nó kích hoạt cái kiểu số dư tăng giảm đi ấy. Sau đấy thì các bạn tắt cái phần mềm này đi và bật lại thì nó sẽ kết nối được với nhau. Đấy là những cái lỗi mà hay gặp nhất. Tiếp theo, close. Khi mà có lệnh ở đây thì các bạn sẽ close được multiple join. Bending. Bending này là cái chỗ các bạn đặt lệnh limit và stop. Với những bạn mà biết rồi thì mình không cần nói nữa. Nó khá là tương tự với kiểu đặt lệnh thôi. Modify. Modify này là cái chỗ mà chúng ta chỉnh sửa lệnh. Ví dụ stop loss bao nhiêu, take profit bao nhiêu, ngày hết hạn của đặt lệnh limit, vân vân. Và delete. Rồi. Ok nhá. Ở đây nó cũng thế này, chỉ có connect all này, disconnect này, new account. Về cơ bản thì các bạn đã hiểu được những cái chính rồi. Bây giờ mình sẽ bật cái phần mềm Ignite lên nhá. Ok, như các bạn nhìn trên màn hình, đây là tài khoản 7960 và 7960 1K. Đây. Đây là một trong các cái tài khoản mà mình đã kết nối với nhau. Vậy thì bây giờ mình thử vào lệnh ở cái tài khoản này xem những cái tài khoản khác nó có chạy hay không nhá. Và ở đây chúng ta sẽ có một cái khung là EU, ví dụ như vậy. Thì mình sẽ vào thử EU, mà cách nhanh nhất là các bạn nhìn sang bên này, các bạn nhấp đúp vào là nó sẽ tự ra EU và tự ra cái khung này để chúng ta vào lệnh. Và phần bên này để cho các bạn chưa biết, để hiện ra các cặp tiền thì các bạn chuột phải show all. Và những cái tài khoản standard thì sẽ giao dịch với cái cặp có chữ M đằng sau, standard send giao dịch với cặp có chữ C đằng sau. Ở đây, sau khi chúng ta có lệnh cặp rồi, stop loss và take profit, các bạn muốn vào thì các bạn có thể đặt luôn. Còn không thì chúng ta sang mục modify, chúng ta điền. Ở đây nó sẽ có các cái như sau này. Cái đầu tiên này thì nó sẽ đang bị xám nên chúng ta không dùng được, thì các bạn có thể xem thử cái tiếp theo nhá. Cái này, total volume each other, tức là số tổng lốt này nó sẽ phân đều cho tất cả tài khoản. Tài khoản nào cũng như thế. Mình đặt thử hai lot nhá. Hai lot các bạn thấy không ạ? Bây giờ mình để một lot này, nó sẽ là một lot. Tức là với tất cả các tài khoản mà bạn có số tiền bằng nhau và các bạn muốn vào cùng một lúc thì các bạn có thể làm như này được. Các bạn để cái total volume each other này là tất cả các tài khoản vào cùng một lot luôn. Tiếp theo, equal part. Equal part tức là tổng số lot này nó chia đều cho tất cả các tài khoản. Ở đây có 3 cái thì nó chia đều ra cả 3, tức là mỗi cái là 0.33. Nếu như bạn để ở đây là 10 thì nó sẽ là 3.3. Ở đây là 5 thì nó sẽ là 1.66. Nó chia đều ra, lấy tổng này chia cho tổng số tài khoản thì sẽ ra số lot. Tiếp theo nữa là on equity. Ở cái này này, bình thường chúng ta sẽ hay dùng cái này. Đây là dựa trên số dư. Ví dụ nhá, mình sẽ vào một cái là 0.22. Theo các bạn đã từng xem những cái video của mình thì các bạn biết, đối với những tài khoản mà quản lý vốn và với tài khoản 1K, ví dụ vậy, tài khoản 1K quản lý vốn với 1% rủi ro và 45 bip SL thì cái tài khoản 1K chúng ta sẽ vào là 0.02 lot. Vậy thì suy ra ở tài khoản 10K sẽ là 0.2 lot, đúng không? Vậy thì ở đây chúng ta sẽ phân theo tài khoản bằng cách cộng hai cái đấy lại, sẽ là 0.22. Thì các bạn thấy không ạ? Ở tài khoản 1K này, đấy, mình ghi rõ 1K nhá, nó sẽ vào là 0.02. Tài khoản 10K vào 0.2, đúng số lot luôn, đúng không? Nếu như những cái khác là tài khoản ở đây
là tài khoản 20k thì các bạn cứ làm sao tổng số volume này nó chia ra đều là được. Ở đây tại sao nó lại không có cái tài khoản dưới này nữa, là bởi vì ở cái tài khoản dưới này thì nó không đủ số lot để nó phân, nó sẽ phân từ trên xuống. Nên là mình cần phải tăng số lot này lên thì nó mới xuống đến dưới, các bạn thấy không ạ? Đó là lý do vì sao mình bảo các bạn là lên lập các cái tài khoản là bội số của nhau. Ví dụ 1.000, 5.000, 10.000 thì nó phân nó dễ, chúng ta cộng trừ nhân chia nó dễ. Còn cái cuối này dựa trên free margin, thường cái free margin này nó khá là khó tính. Chúng ta hãy dùng cái tỷ lệ tài sản này. Tỷ lệ tài sản là tài khoản balance bao nhiêu thì nó sẽ phân như thế. Ví dụ ở đây mình sẽ vào là 0.22 nhá. Thì tức là tài khoản 1k và 10k sẽ vào lệnh, đúng không? Bây giờ mình vào thử một lệnh ở đây. Ok nhá. Tài khoản 7960 này, 7960 này. Buy sell bất kỳ. Sell thử cái, bạn thấy không ạ? Khi mình thực hiện lệnh trên này, ngay lập tức ở trên cái phần mềm này nó cũng hiện, đúng không ạ? Ở trên phần mềm này là mình đang chạy cái tài khoản 7960, tài khoản 1k. Thì ở trên tài khoản 10k nó cũng chạy. Ừ, các bạn thấy này, lệnh đang chạy này, profit này, nó cũng hiện. Và đây order, bên mục order nó đang hiện là hai lệnh này đang chạy rồi đây. Ừ, hai lệnh này đang chạy. Và bây giờ chúng ta sẽ xem history, nó cũng sẽ có. Xem tiếp nữa, bên close này, close by này, multiple choice, pending. Ở trong cái mục pending này là cái mục mà mình vừa nói, các bạn đặt lệnh sell limit, rồi là stop vân vân. Ở mục modify, giả sử là chúng ta chỉnh SL45 và TP60. Sau khi các bạn chỉnh xong sẽ thấy được cái modify này, các bạn ấn modify cái là nó chỉnh. Ở đây chưa có SLTP nhá, chưa có, modify cái, chỉnh được luôn, SLTP đã được cài đặt luôn, một phát cho tất cả các lệnh. Sau đấy các bạn ấn OK một cái là xong. Đấy là mình vừa hướng dẫn xong các bạn làm sao để chúng ta cài đặt phần mềm này, cài đặt lệnh, cài đặt tài khoản và khắc phục những cái lỗi cơ bản nhất. Bây giờ các bạn đã có thể thấy được rằng cách chúng ta copy từ một tài khoản nhỏ sang tài khoản to là như thế nào. Và các bạn có thể đặt được lệnh y như ở trên phần mềm MT4, không khác một cái gì cả, y hệt, chỉ khác là không có biểu đồ. Thì chúng ta chịu khó một tí, chúng ta xem biểu đồ ở đây và chúng ta đặt lệnh ở trên cái tài khoản nhỏ nó tự copy sang. Cứ thế thôi. Ở bên này close này, EU này, các bạn thấy không? Chúng ta tua lên chọn đúng cặp tiền thì nó sẽ có. Giả sử ở đây này, mình thấy đang lại đúng không? Lại một tí và mình muốn cắt chẳng hạn, hoặc là bạn lãi nhiều rồi, giả sử trong trường hợp này là bạn lãi nhiều rồi, bạn muốn cắt ngay lập tức thì bạn sẽ chọn cặp tiền. Chọn đúng cặp tiền mà bạn đang vào lệnh rồi. Ấn close. Ok. Vậy là nó đã đóng. Và ở đây history, các bạn sẽ thấy order đã đóng đúng không? Và tài khoản này ở trong account history đấy, các bạn thấy không ạ? Nó cũng lên tiền. Vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách để làm sao các bạn copy được tài khoản bé sang tài khoản to để chúng ta quản lý được vốn tốt hơn, để chúng ta quản lý được cảm xúc tốt hơn. Rất mong rằng các bạn cảm thấy yêu thích video này và thấy nó hữu ích. Nếu như bạn cảm thấy nó hay và hữu ích thì hãy like, comment xuống cho mình biết ý kiến của các bạn, share nó cho bạn bè của các bạn để hỗ trợ team bọn mình phát triển được tốt hơn. Và nếu như các bạn yêu quý CN nữa thì các bạn có thể đăng ký theo link Xnet ở dưới phần mô tả để ủng hộ team. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chào các bạn.